Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần điểm tin của bóng đá Việt ngày 9 tháng 9 năm 2018. Mở đầu phần tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin về vòng đấu thứ 14 giải bóng đá hạng nhất quốc gia An Cường năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên khắp các sân cỏ của cả nước đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ của vòng đấu thứ 14 giải bóng đá hạng nhất quốc gia An Cường năm 2018 với kết quả cụ thể như sau: Bình Định thắng câu lạc bộ Bóng đá Huế với tỷ số là 5-2, Viettel thắng Đồng Tháp 2-1, Đắk Lắk hòa Hà Nội B 0-0, Quan Nhân Dân thắng Long An 2-1, Bình Phước hòa Simanfico Tây Ninh 1-1. Như vậy là sau 14 vòng đấu, giải bóng đá hạng nhất quốc gia An Cường năm 2018 đang có thứ tự xếp hạng như sau. Đứng ở đầu bảng xếp hạng đó chính là câu lạc bộ Viettel với 29 điểm. Đứng thứ hai là đội bóng Đắk Lắk 24 điểm. Hà Nội B đang tạm đứng ở vị trí thứ ba với 24 điểm sau 14 vòng đấu. Trong khi đó, Đồng Tháp cũng được 24 điểm sau 14 vòng và đang tạm đứng ở vị trí thứ tư do kém hơn các đối thủ của mình về chỉ số phụ. Ba vị trí đứng cuối bảng xếp hạng của giải bóng đá hạng nhất quốc gia An Cường năm 2018 đó chính là Bình Phước ở vị trí thứ 8 với 14 điểm, Simanfico Tây Ninh ở vị trí thứ 9 với 13 điểm và Công an Nhân dân đang đứng ở vị trí thứ 10 khi mà đội bóng này mới chỉ có vẻn vẹn 11 điểm sau 14 vòng đấu. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần tin về AFF Cup năm 2018 với sự chuẩn bị của các đội tuyển nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam. AFF Cup năm 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 8 tháng 11. Trong số 4 đối thủ của Việt Nam tại bảng A, hiện chỉ có duy nhất đội tuyển Myanmar là chưa tập trung, còn lại Malaysia, Campuchia và Lào đều đã hội quân để luyện tập. Ngay từ thời điểm này, động thái chuẩn bị nghiêm túc của các đội tuyển cho ngày hội bóng đá khu vực quan trọng nhất của năm đang cho thấy một tham vọng rõ ràng rằng các đội bóng đều muốn có vé vượt qua vòng bảng để vào vòng đấu bán kết. Đội tuyển Lào đã có mặt tại Barcelona để rèn quân. Mới đây nhất thì đội tuyển Campuchia cũng đã tập trung để chuẩn bị đá giao hữu với Malaysia. Cụ thể, ngày 5 tháng 9, Lào có mặt tại Tây Ban Nha để tập huấn một tuần. Tại đây, Lào sẽ đá với Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sau đó họ sẽ trở về nước vào ngày 12 tháng 9, trước khi sang Bangladesh tham dự giải bóng đá giao hữu Bangabandhu World Cup. Giải này có 6 nước tham gia gồm chủ nhà Bangladesh, Philippines, Nepal, Pakistan, Tajikistan và đội tuyển Lào. Quyết thoát khỏi phần lót đường, đội tuyển Campuchia mới đây còn mời cả tuyển thủ Nhật Bản Seisuke Honda, người vừa trở về từ World Cup năm 2018 để nắm quyền huấn luyện viên trưởng, nhưng chức danh là giám đốc bóng đá vì thiếu bằng huấn luyện viên. Mới đây, đội tuyển Campuchia cũng đã tập trung để chuẩn bị đá giao hữu với đội tuyển Malaysia vào ngày 10 tháng 9. Trong khi đó, nằm trong chuỗi trận đấu chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup năm 2018, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Malaysia đã có trận đấu giao hữu đầu tiên tại Đài Loan, Trung Quốc. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Ho đã để thua với tỷ số là 0-2. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Tan Cheng Ho đã chủ động cho Malaysia chơi tấn công ngay từ đầu, nhưng Đài Loan cho thấy họ không dễ bị bắt nạt khi đá ở sân nhà. Ngay phút thứ 13, ngôi sao Hu Chung Ching ra chân rất nhanh trong vòng cấm đánh bại thủ thành Farizan mở tỷ số cho Đài Loan. Chơi lần lướt trong thời gian sau đó, Đài Loan tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút thứ 53 do công của Chuen Lê. Được kỳ vọng lớn sau thành tích ấn tượng tại U23 châu Á, đội tuyển Malaysia đã không thể hiện được nhiều ở trận đấu giao hữu đầu tiên trước thềm AFF Cup năm 2018. Cao trò của huấn luyện viên Tan Cheng Ho chơi khá bế tắc trong trận đấu này. Malaysia đang trong quá trình chạy đua đến AFF Suzuki Cup năm 2018 bằng hàng loạt các trận đấu giao hữu. Sau đây, Malaysia sẽ đá giao hữu với Campuchia ngày 10 tháng 9. Họ còn thêm 3 trận đấu với các đối thủ là Sri Lanka vào ngày 12 tháng 10, Kyrgyzstan ngày 16 tháng 10 và Maldives ngày 3 tháng 11. Tại AFF Cup tới đây, đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Ho gặp khó khăn rất lớn khi phải làm khách trên sân Mỹ Đình của thầy trò Park Hang-seo vào ngày 6 tháng 11. Không vội vàng như các quốc gia trên, đội tuyển Việt Nam phải đến 11 tháng 10 mới tập trung vì còn vướng giải vô địch quốc gia V-League. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chuyến bay tới Hàn Quốc để tập huấn từ ngày 13 đến 28 tháng 10. Đến ngày 2 hoặc 3 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để đá giao hữu quốc tế trước khi bước vào hành trình chinh phục AFF Cup năm 2018. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần điểm tin của bóng đá Việt. Các bạn đừng quên để lại những comment, like và share để cho mọi người cùng xem và nhớ nút đăng ký để ủng hộ cho những người làm chương trình.